Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm Bồ Tát Thường Bất Kinh thứ 20. Sao lại gọi là Thường Bất Kinh? Kỳ thật, Thường Bất Kinh là tên của một vị Bồ Tát, có phải là danh từ thông dụng của Bồ Tát? Chẳng phải, chỉ bất quá là một biệt danh, tức là một ngoại hiệu. Vì vị Bồ Tát này, một khi thấy người thì cúi đầu đảnh lễ. Do đó, có những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni gán cho Ngài một cái tên gọi là Thường Bất Kinh. Đó là trong đời quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi hành đạo Bồ Tát, gặp người thì năm thể sát đất đảnh lễ họ. Sau một số tỳ kheo ni dùng Thường Bất Kinh để gọi Ngài, chứ chẳng phải là danh hiệu vốn có của Bồ Tát đó. Vì khi Đức Phật hành Bồ Tát đạo, thì thấy người bèn nói: "Tôi không dám khinh các vị, vì các vị đều sẽ thành Phật, cho nên được tên là Thường Bất Kinh, thường chẳng khinh khi người khác vậy." Thường Bất Kinh lại có thể phân làm bốn thứ giải nói: 1. Bao hàm ý niệm chẳng khinh mạng; 2. Tự đầy đủ trí huệ chẳng khinh địch; 3. Ngoài thân hành hạnh môn cung kính tất cả; 4. Đối với tất cả cảnh giới đều tất cung tất kính, chẳng có tâm phóng dật. Cho nên nói, tất cả là khảo nghiệm, xem thử bạn thế nào. Trước mắt mà chẳng ngộ, phải luyện lại từ đầu. Vì Bồ Tát Thường Bất Kinh nhận thức được đủ thứ cảnh giới và sự khảo nghiệm, nên thực hành hạnh môn Thường Bất Kinh. Đây là thuộc về thế giới Tất Đàn, bố thí khắp. Thân của Ngài thực hành hạnh bất kinh, cung hành thực tiễn. Đây gọi là vị nhân Tất Đàn. Miệng của Ngài nói giáo lý bất kinh. Những gì nói ra đều là pháp môn giáo hóa chẳng khinh người khác. Đây gọi là đối trị Tất Đàn. Ngài có một pháp nhìn chẳng khinh mạng đối với người khác. Đây gọi là đệ nhất nghĩa Tất Đàn. Do đó, Thường Bất Kinh lại bao quát bốn thứ Tất Đàn này. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Đắc Đại Thế: "Ông nay nên biết, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ thọ trì kinh Pháp Hoa, nếu có người ác khẩu mắng chửi phỉ báng thì sẽ mắc tội báo lớn. Như trước đã nói, người trì kinh Pháp Hoa được công đức, cũng như ở trước đã nói, mắt tai mũi lưỡi đều thanh tịnh. Đắc Đại Thế, vào thuở xa xưa, đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp A Tăng Kỳ, không thể nghĩ bàn. Có một vị Phật hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Ly Suy, nước đó tên là Đại Thành." Giảng giải: Khi Đức Phật nói xong phẩm Pháp Sư Công Đức, thì bắt đầu nói phẩm Thường Bất Kinh. Trước hết, Phật bảo Đại Bồ Tát Đắc Đại Thế, tức cũng là Bồ Tát Đại Thế Chí. Vị Bồ Tát này chỉ cần cất chân lên một bước thì mặt đất có sáu thứ chấn động, biểu thị uy thế lực mạnh của vị Bồ Tát này. Đức Phật nói: "Đại Thế Chí, bây giờ ông nên biết, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đọc tụng, biên chép kinh Pháp Hoa, nếu có người ác khẩu đến mắng chửi hoặc phỉ báng họ, thì những người này mắc tội báo lớn như núi Tu Di, như kinh văn đã nói ở trên. Còn công đức của người trì kinh Pháp Hoa cũng như đã nói ở trong phẩm Pháp Sư Công Đức ở trên, đắc được công đức mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh. Bồ Tát Đại Thế Chí, vào thuở xa xưa, đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp A Tăng Kỳ không thể nghĩ bàn. Có một vị Phật hiệu là Uy Âm Vương Như Lai. Vì vị Phật đó đủ đại uy đức, thậm chí âm thanh của Ngài cũng khiến cho 3.000 đại thiên thế giới chấn động.
đại chúng đều cung kính lắng nghe vị Phật đó nói pháp. Mỗi vị Phật đều đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai, thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Ứng Cúng, xứng đáng thọ trời người cúng dường. Chánh Biến Tri, chẳng những chánh tri, tức biết chân chánh, mà còn biến tri, tức biết khắp hết thảy. Chẳng có gì mà chẳng biết, chẳng có gì mà chẳng thấu. Minh Hạnh Túc, trí huệ cũng sung túc, tu hành cũng viên mãn. Thiện Thệ, ở nơi tốt lành nhất. Thế Gian Giải, bậc hiểu rõ thế gian nhất. Vô Thượng Sĩ, là người có học vấn nhất, có đạo đức nhất trên thế gian. Điều Ngự Trượng Phu, điều ngự ba cõi, là đại trượng phu của tất cả chúng sinh. Thiên Nhân Sư, thầy dẫn đường của trời người. Phật là ba giác tròn vạn đức đầy. Thế Tôn, bậc tôn kính của thế và xuất thế. Kinh Văn, khi Đức Phật Uy Âm Vương Như Lai còn ở đời thì kiếp đó tên là Ly Suy, tức là lìa khỏi mọi tướng suy, nước tên là Đại Thành. Đức Phật Uy Âm Vương ở trong cõi nước đó vì các hàng trời người Atula mà nói pháp, vì người cầu thanh văn nói pháp tứ diệu đế độ thoát sinh già bệnh chết, đạt đến cứu cánh niết bàn, vì người cầu Bích Chi Phật nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác nói pháp 6 ba la mật, đạt đến trí huệ cứu kính của Phật. Giảng giải: vào kiếp Ly Suy trong nước Đại Thành, vị Phật Uy Âm Vương đó vì trời người Atula nói pháp siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Vì Atula chẳng tu giới, chẳng tu định, cũng chẳng tu huệ, mà chỉ biết tham sân si. Vì tham sân si nên có ngu si mới đọa vào đường Atula. Nổi giận là bản lãnh của chúng, vì chúng mất đi giới định huệ. Atula là tiếng Phạn, dịch là chẳng đoan chánh, mặt mũi rất là xấu xí. Đây là quả báo của tâm sân hận. Đức Phật đó lại vì người cầu quả vị thanh văn nói pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế là khổ, tập, diệt, đạo. Thanh văn là người nhị thừa, thuộc về tiểu thừa, vì họ được ít mà cho là đủ, chẳng nghĩ tiến tới cầu đại thừa, cho rằng những gì làm đã làm xong, lầm rằng trên chẳng có Phật đạo để thành, dưới chẳng có chúng sinh để độ. Do đó, Phật vì họ nói chân lý tứ diệu đế. A. Khổ đế. Khổ có vô lượng sự khổ. Ba sự khổ gồm khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Tám thứ khổ bao gồm khổ về sinh già bệnh chết, khổ về ái biệt ly, khổ về oán tán hội, khổ về cầu bất đắc, khổ về ngũ ấm xí thạnh. Nay lược giải như sau. Ba thứ khổ. Thứ nhất, khổ khổ. Ví như người nghèo đến cực điểm, lại thêm vào chẳng có nhà ở, chẳng có quần áo mặc, hoàn cảnh như thế gọi là khổ trong sự khổ. Thứ hai, hoại khổ. Ví như có người rất giàu có, nhưng bị nạn lửa thiêu sạch tài sản nhà cửa, đó gọi là hoại khổ về giàu có. Thứ ba, hành khổ. Từ nhỏ đến lớn, rồi già nua, rồi chết đi, niệm niệm thay đổi như sống sau đẩy sống trước, chẳng khi nào ngừng, nên gọi là hành khổ. Tám thứ khổ bao gồm: một, khổ về sinh. Khi sinh như rùa lột mai, cho nên khi đứa bé mới sinh ra chỉ kêu khổ oa oa. Hai, khổ về già. Khi già thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sáu căn
đều chẳng còn linh mẫn. Thứ ba, khổ về bệnh, thân tâm đều chẳng được khỏe, ngồi đứng không yên. Thứ tư, khổ về chết, chết giống như bò sống lột da, tứ đại phân tán. Thứ năm, khổ vì thương yêu mà phải xa lìa, những người mình yêu thương đành phải phân ly, không được đoàn tụ. Sáu, khổ vì người mình ghét mà gặp mặt, người thù địch mà bạn ghét nhất lại gặp nhau. Bảy, khổ về cầu chẳng được, trong tâm muốn đắc được mà chẳng đắc được. Tám, khổ về năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm như lửa dữ thiêu đốt con người, khiến cho điên đảo. B, tập đế, tức chiêu cảm. C, đạo đế, tức là tu vô thượng đạo. D, diệt đế, tức là chứng được sự vui tịch diệt niết bàn. Đó là lược nói về pháp tứ diệu đế. Phật dạy hàng thanh văn dùng pháp tứ đế mà độ sinh già bệnh chết, đắc được diệu đức niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Lại vì người tu Bích Chi Phật nói pháp 12 nhân duyên. Bích Chi Phật gọi là duyên giác. Duyên giác có hai. Một, lúc có Phật ra đời, tu pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo nên gọi là duyên giác. Hai, lúc chẳng có Phật ra đời, tu ở trong thâm sơn cùng cốc, mùa xuân quán hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi mà ngộ đạo nên gọi là độc giác. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, ưu bi khổ não. Phật dị các Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên vì các Bồ Tát nói pháp môn sáu ba la mật. Sáu ba la mật là pháp của Bồ Tát tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch là đến bờ kia. Nếu tu sáu ba la mật thì từ sinh tử bên này qua dòng phiền não đạt đến bờ bên kia cứu kính niết bàn. Kinh văn: đắc đại thế, Đức Phật uy âm vương đó, thọ 40 vạn ức na do tha hằng hà sa số kiếp. Chánh pháp lưu lại ở đời, kiếp số như hạt bụi của cõi diêm phù đề. Tượng pháp lưu lại ở đời, kiếp số như hạt bụi của bốn thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh rồi, sau đó mới diệt độ. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng đại thế chí, đắc đại thế tức là đại thế chí. Vị Phật uy âm vương đó thọ đến 40 vạn ức na do tha hằng hà sa số kiếp. Chánh pháp ở đời, số kiếp như số hạt bụi của cõi diêm phù đề. Tượng pháp ở đời, kiếp số như hạt bụi của bốn thiên hạ. Đức Phật đó sau khi lợi ích phổ độ giáo hóa hết thảy chúng sinh rồi mới vào niết bàn. Kinh văn: sau khi chánh pháp và tượng pháp diệt rồi, ở cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như thế lần lượt có hai vạn ức Đức Phật cũng đều cùng một danh hiệu. Sau khi Đức Phật Uy Âm Vương đầu tiên diệt độ rồi, chánh pháp cũng diệt rồi, thì trong thời tượng pháp, hàng tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bấy giờ có một Bồ Tát tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh. Đắc đại thế, do nhân duyên gì mà tên là Thường Bất Khinh? Vì vị tỳ kheo đó, bất cứ gặp ai, hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đều lễ lại khen ngợi mà nói rằng: ta rất kính các vị, chẳng dám khinh khi. Tại sao? Vì các vị đều hành Bồ Tát đạo, đều sẽ thành Phật.
mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ lại, cho đến ở xa thế bốn chúng cũng đều cố đến gần, lễ lại khen ngợi mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh các vị đều sẽ thành Phật. Giảng giải. Sau khi chánh pháp và tượng pháp của Phật Uy Âm Vương diệt rồi, ở trong cõi nước đại thành đó lại có Phật ra đời, danh hiệu cũng là Uy Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như thế, có hai vạn ức vị Phật lần lượt xuất hiện ở trong nước đại thành. Những vị Phật đó danh hiệu đều là Phật Uy Âm Vương. Sau khi Đức Phật Uy Âm Vương đầu tiên vào Niết Bàn, kế tiếp chánh pháp cũng diệt luôn. Ở trong thời tượng pháp, hàng tỳ kheo cống cao ngã mạng, tranh danh đoạt lợi có thế lực lớn, coi ai cũng chẳng ra gì. Lúc đó có một vị Bồ Tát tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh. Phật lại gọi một tiếng: Đại Thế Chí, bởi nhân duyên gì mà vị tỳ kheo đó có tên là Thường Bất Khinh? Vì bất cứ ngài gặp tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều đảnh lễ khen ngợi. Vì ngài muốn hành Bồ Tát đạo, học Bồ Tát quán chúng sinh, ta người đồng một thể, chẳng thấy có tướng ta, chẳng thấy có tướng người, chẳng thấy có tướng chúng sinh, chẳng thấy có tướng thọ mạng. Nếu ngài chấp trước tướng ta thì chẳng thể nào hướng về người khác cúi đầu đảnh lễ. Ngài luôn nói rằng: tôi rất cung kính các vị, tôi tuyệt đối không dám khinh mạng các vị. Vì các vị đều hành Bồ Tát đạo, các vị sớm sẽ thành Phật. Mà vị Thường Bất Khinh tỳ kheo đó chẳng chuyên tâm đọc tụng tất cả kinh điển mà vẫn hành Bồ Tát đạo, tức là mỗi ngày đều hướng về bốn chúng đệ tử cúi đầu đảnh lễ. Cho dù ngài đến nơi khác mà thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ cách họ rất xa, ngài đều đi đến gần họ để lễ lại khen ngợi nói: tôi chẳng dám khinh các vị đều sẽ thành Phật. Kinh chăng? Ở trong bốn chúng có người sinh tâm sân hận chẳng thanh tịnh, ác khẩu mắng chửi nói: vị tỳ kheo vô trí này từ đâu đến mà tự nói là tôi chẳng khinh các vị, mà thọ ký cho chúng ta sẽ được thành Phật. Chúng ta chẳng nhận lời thọ ký hư vọng như thế. Trải qua nhiều năm như thế, thường bị mắng chửi mà chẳng sinh tâm sân hận, thường nói như vậy: các vị sẽ thành Phật. Khi nói lời đó thì mọi người đều dùng gậy, ngói, đá đánh ném. Ngài bèn chạy trốn thật xa mà vẫn lớn tiếng nói: tôi chẳng dám khinh các vị đều sẽ thành Phật. Bởi thường nói lời như thế, cho nên hàng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng thượng mạng gọi ngài là Thường Bất Khinh. Khi vị tỳ kheo đó sắp lâm chung, thì ở trong hư không nghe đủ 20.000 vạn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Phật Uy Âm Vương nói trước kia. Ngài nghe rồi thọ trì, bèn được căn mắt thanh tịnh, căn tai, mũi, lưỡi, thân ý đều thanh tịnh như đã nói ở trên. Được 6 căn thanh tịnh rồi thì càng tăng tuổi thọ đến 200 vạn ức na do tha tuổi. Trọng gì người nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải. Ở trong bốn chúng có hàng tỳ kheo tăng thượng mạng. Đối với Bồ Tát Thường Bất Khinh sinh tâm sân hận, khi tỳ kheo Thường Bất Khinh hướng về họ lễ lại thì họ dùng chân đá đầu của ngài. Đó là vì họ ác tâm chẳng tịnh, tích tụ tham sân si ba độc, cố ý ác khẩu chửi mắng tỳ kheo Thường Bất Khinh. Họ nói: ông tỳ kheo này thật là quá ngu si, ông từ đâu đến? Ông chẳng dám khinh chúng ta, lại thọ ký cho chúng ta, nói chúng ta sẽ thành Phật. Chúng ta chẳng cần ông thọ ký láo khoét như thế, ông thật là người hồ đồ.
Vị tỳ kheo thường bất kinh, tu pháp môn nhẫn nhục lễ lại, khen ngợi bốn chúng như thế, trải qua rất nhiều năm. Tuy Ngài thường bị họ đánh đập chửi mắng, nhưng Ngài chẳng bao giờ sinh tâm sân hận. Ngài thường nói, các vị sẽ thành Phật. Khi nói những lời đó, thì nhiều người dùng gậy, ngói, đá, đánh ném vào thân thể Ngài. Ngài bèn chạy mau đến chỗ xa, lại lớn tiếng nói, tôi chẳng dám khinh các vị đều sẽ thành Phật. Bởi Ngài thường nói câu đó, cho nên hàng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng thượng mạng bèn gọi Ngài là Thường Bất Kinh. Vị Bồ Tát tỳ kheo Thường Bất Kinh đó, lúc Ngài sắp viên tịch, thì ở trong hư không, nghe được 20.000 vạn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa của Phật Uy Âm Vương nói trước kia. Ngài chẳng những nghe rồi mà còn thọ trì, bèn được căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn thanh tịnh như đã nói ở trên. Ngài đắc được sáu căn thanh tịnh rồi, chẳng những chẳng mệnh chung mà ngược lại càng tăng thêm tuổi thọ, đến 200 vạn ức na do tha tuổi, thường thường vì người diễn nói Kinh Pháp Hoa. Kinh văn. Bấy giờ, hàng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng thượng mạng khinh khi vị đó, đặt tên là Thường Bất Kinh. Thấy vị đó đắc được sức đại thần thông, sức nhạo thuyết biện tài, tâm lương thiện, nghe vị đó nói pháp, đều tinh thọ đi theo. Vị Bồ Tát đó lại giáo hóa hàng ngàn vạn ức chúng, khiến cho họ trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi mạng chung, được gặp 2.000 ức vị Phật, đều hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ở trong pháp đó thường nói Kinh Pháp Hoa này. Bởi nhân duyên đó, lại được gặp 2.000 ức vị Phật, đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương. Ở trong pháp của các đức Phật đó, đều thọ trì độc tụng, vì bốn chúng nói kinh điển này, cho nên được mắt thường thanh tịnh, tai, mũi, lưỡi, thân ý, các căn đều thanh tịnh. Ở trong bốn chúng nói pháp, tâm chẳng sợ hãi. Đắc đại thế, Đại Bồ Tát Thường Bất Kinh đó cúng dường hết thảy các vị Phật như thế, cung kính tôn trọng khen ngợi trong các căn lành. Về sau, lại gặp ngàn vạn ức đức Phật cũng ở trong pháp của các vị Phật đó diễn nói kinh này, công đức thành tựu sẽ được thành Phật. Giảng giải. Khi Bồ Tát Thường Bất Kinh đắc được sáu căn thanh tịnh, thì thường vì người diễn nói Kinh Pháp Hoa. Trước kia, hàng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng thượng mạng, lại có những người thường đánh đập mắng chửi khinh khi Ngài, đặt cho Ngài cái tên là Thường Bất Kinh. Họ thấy Bồ Tát Thường Bất Kinh có thần thông lớn, lại đọc tụng lầu Kinh Pháp Hoa, còn vì người mà nói Kinh Pháp Hoa, được biện tài vô ngại, lại được thân tâm lương thiện, chẳng sinh tâm sân hận, có sức nhẫn nhục và sức trí huệ bát nhã. Khi họ nghe vị Bồ Tát Thường Bất Kinh nói Kinh Pháp Hoa, thì họ đều im lặng tin nhận, đi theo Bồ Tát Thường Bất Kinh cùng nhau tu đạo. Vị Bồ Tát Thường Bất Kinh giáo hóa hàng ngàn vạn ức chúng sinh, đều khiến cho họ trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi đời thứ nhất mạng chung rồi, thì có 2.000 ức vị Phật xuất hiện ra đời, đều hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Ở trong pháp của 2.000 ức vị Phật đó, Bồ Tát Thường Bất Kinh vẫn nói bộ Kinh Pháp Hoa này. Nhờ nhân duyên đó, lại gặp 2.000 ức vị Phật xuất hiện ra đời, đều đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Chương Phật. Ở trong pháp của 2.000 ức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và 2.000 ức Phật Vân Tự Tại Đăng Vương, Bồ Tát Thường Bất Kinh đời đời kiếp kiếp đều thọ trì độc tụng và vì bốn chúng đệ tử rộng nói bộ Kinh Pháp Hoa này, đắc được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các căn thường thanh tịnh chẳng nhiễm. Ở trong bốn chúng nói pháp, tâm chẳng sợ hãi.
Phật lại gọi một tiếng: Đắc Đại Thế, vị Bồ Tát Thường Bất Kinh đó đã từng cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi chư Phật như đã nói ở trên, và ở trước chư Phật gieo trồng các căn lành. Sau đó lại có ngàn vạn ức vị Phật ra đời. Ngài cũng ở trong pháp của chư Phật diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này. Nhờ công đức Ngài diễn nói bộ kinh này thành tựu, cho nên Ngài được thành Phật. Kinh văn: Đắc Đại Thế, ý ông thế nào? Bồ Tát Thường Bất Kinh thuở đó là người nào vậy? Chính là thân ta. Nếu trong đời quá khứ ta chẳng thọ trì đọc tụng kinh này, chẳng vì người khác diễn nói, thì không thể sớm được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì trước kia ta ở chỗ các đức Phật thọ trì đọc tụng kinh này, vì người diễn nói nên sớm được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, lúc đó bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ dùng tâm sân hận khinh tiện ta, cho nên trải qua 200 ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng, ngàn kiếp ở trong địa ngục A Tỳ thọ đại khổ não. Hết tội đó rồi lại gặp Bồ Tát Thường Bất Kinh giáo hóa cho họ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, ý ông thế nào? Bốn chúng thường khinh khi Bồ Tát Thường Bất Kinh, đâu phải là ai khác. Nay ở trong hội này, đó là Bạc Đà Bà La, cả thảy 500 vị Bồ Tát, Sư Tử Nguyệt, cả thảy 500 vị Tỳ Kheo, Ni Tư Phật, cả thảy 500 vị cư sĩ nam, đều chẳng thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, nên biết kinh Pháp Hoa này lợi ích rất lớn cho các đại Bồ Tát, khiến cho đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi thế, các đại Bồ Tát sau khi Như Lai diệt độ, thường hay thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh này. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng: Đắc Đại Thế, theo ý của ông thấy thì thế nào? Vị Bồ Tát Thường Bất Kinh là người nào vậy? Ông ta chính là tiền thân của ta, tức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu như thuở xưa ta chẳng thọ trì và đọc tụng kinh Pháp Hoa này, hoặc chẳng vì người khác giải nói kinh này, thì ta không thể nào sớm được thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì ta thuở xưa ở chỗ các đức Phật hay thọ trì đọc tụng bộ kinh này, và vì người khác giải nói, cho nên ta sớm được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng đệ tử dùng tâm sân hận và khinh khi ta là vô trí, cho nên ở trong 200 ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe được Phật pháp, cũng chẳng thấy được tăng. Ngàn kiếp ở trong địa ngục A Tỳ chịu hành hình khổ não, sau khi thọ xong tội báo thì lại đầu thai làm người, gặp Bồ Tát Thường Bất Kinh để giáo hóa họ, khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, theo ý của ông thế nào? Bốn chúng thường khinh khi Bồ Tát Thường Bất Kinh thuở đó là ai vậy? Chính là Bạc Đà Bà La, cả thảy 500 vị Bồ Tát, Sư Tử Nguyệt, cả thảy 500 vị Tỳ Kheo, Ni Tư Phật, cả thảy 500 vị cư sĩ nam, đều đang ở trong pháp hội này. Họ đã đắc được cảnh giới không thối chuyển đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, ông nên biết bộ kinh Pháp Hoa này lợi ích hết thảy tất cả các đại Bồ Tát, hay khiến cho các ngài đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các đại Bồ Tát sau khi Như Lai diệt độ luôn luôn thọ trì đọc tụng giải nói biên chép bộ kinh Pháp Hoa này. Lúc ấy Đức Phật muốn tường thuật lại, bèn dùng kệ để nói: Kinh văn: Quá khứ có Phật, hiệu Uy Âm Vương,
thần trí vô lượng dẫn dắt tất cả. Trời người rồng thần cùng đến cúng dường. Phật đó diệt rồi, lúc pháp sắp diệt, có một Bồ Tát tên Thường Bất Kinh. Khi đó bốn chúng chấp trước nơi pháp. Bồ Tát Bất Kinh đi đến chỗ họ, bèn nói lời rằng: "Tôi chẳng khinh ngài, các ngài hành đạo đều sẽ thành Phật." Mọi người nghe rồi khinh khi mắng chửi. Bồ Tát Bất Kinh chịu đựng nhẫn nhục, tội nghiệp hết rồi. Khi sắp lâm chung, nghe được kinh này, sáu căn thanh tịnh, nhờ sức thần thông tăng thêm tuổi thọ. Lại vì mọi người rộng nói kinh này, những người chấp pháp đều nhờ Bồ Tát giáo hóa thành tựu, khiến trụ Phật đạo. Bất khinh mạng chung, gặp vô số Phật. Nhờ nói kinh này được vô lượng phước, dần đủ công đức, sớm thành Phật đạo. Bất khinh thuở đó tức là thân ta. Giảng giải. Đức Phật nói, vô lượng đời trong quá khứ có một vị Phật ra đời, hiệu là Phật Uy Âm Dương. Thần thông của vị Phật đó vô lượng, trí huệ cũng vô lượng. Ngài tiếp dẫn tất cả chúng sinh, làm lãnh tụ tất cả chúng sinh để dẫn dắt họ sớm thành Phật đạo. Lúc đó, tất cả các trời người và các rồng thần cùng đến cúng dường vị Phật đó. Vị Phật đó hoằng dương Phật Pháp, trải qua thời gian lâu dài mới vào Niết Bàn. Sau khi Phật vào Niết Bàn rồi, khi tượng Pháp sắp diệt, thì có một vị Bồ Tát xuất hiện ra đời, tên là Thường Bất Khinh, tức là luôn luôn chẳng khinh khi bất cứ ai. Ngài đối với tất cả chúng sinh như cung kính đối với Phật. Vào lúc Pháp sắp diệt hết, thì có nhiều bốn chúng đệ tử nghiệp chướng thêm nặng, thân tuy xuất gia mà chẳng tu đạo, vì họ đều sinh tâm cống cao ngã mạn, tâm tăng thượng mạn, xem người khác chẳng ra gì. Bởi Phật Pháp sắp muốn diệt tận, cho nên tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni đều dụng công phu ngoài gia, chấp trước nơi Pháp, cho nên sinh tâm tăng thượng mạn. Lúc đó, Bồ Tát Thường Bất Kinh đến chỗ bốn chúng tăng thượng mạn nói rằng: "Tôi chẳng dám khinh mạng các vị, vì các vị hiện đang thực hành Bồ Tát Đạo, cho nên tương lai đều sẽ thành Phật." Hàng bốn chúng tăng thượng mạng nghe những lời đó rồi, thì khinh khi phỉ báng mắng chửi Ngài. Tuy Bồ Tát Thường Bất Kinh chịu đựng sự đánh đập mắng chửi, cho đến dùng gậy, ngói, đá đánh đập Ngài, song Ngài cũng chẳng sinh tâm sân hận. Nhẫn thọ mọi sự thử thách, luôn cúi đầu đảnh lễ. Sau khi vị Bồ Tát Thường Bất Kinh trả hết nghiệp cũ, khi lâm chung thì nghe được đạo lý kinh Pháp Hoa không thể nghĩ bàn, đắc được sáu căn thanh tịnh, sáu căn hỗ tương dụng với nhau. Bởi đắc được đại thần thông, đại trí huệ, đại thế đại lực, cho nên tuổi thọ lại tăng lên rất nhiều. Sau đó Ngài lại vì hết thảy mọi người trọng nói bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Ở trên nói về chúng sinh chấp trước Pháp và tăng thượng mạng, thọ hết quả báo trong địa ngục rồi, lại được đầu thai làm người, được gặp Bồ Tát Thường Bất Kinh, có đại oai thần lực như thế, nên đều nhờ Bồ Tát giáo hóa thành tựu, khiến cho họ trụ nơi Phật đạo. Sau khi Bồ Tát Thường Bất Kinh mạng chung, lại có vô số chư Phật xuất hiện ra đời, mà Bồ Tát Thường Bất Kinh trong đời đời kiếp kiếp vẫn diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này, cho nên Ngài đắc được vô lượng phước báo trang nghiêm, dần dần đầy đủ công đức Phật đạo, sớm được thành Phật. Ta nói Bồ Tát Thường Bất Kinh thuở đó là ai? Chính là ta, Phật Thích Ca. Kinh văn. Bốn bộ chúng đó, những người chấp pháp, nghe Bất Kinh nói, ông sẽ thành Phật. Bởi nhân duyên đó, gặp vô số Phật. Bồ Tát hội này, chúng 500 người. Và bốn bộ chúng, thiền nam tín nữ, nay ở trước ta,
nghe kinh pháp này, ta ở đời trước khuyên những người đó nghe thọ kinh này là pháp bậc nhất, khai thị dạy người khiến trụ niết bàn, đời đời thọ trì kinh điển như thế, ức ức vạn kiếp không thể nghĩ bàn, nên mới được nghe kinh pháp Hoa này, ức ức vạn kiếp không thể nghĩ bàn. Chư Phật Thế Tôn diễn nói kinh này, bởi thế hành giả sao Phật diệt độ nghe được kinh này, chớ sinh nghi hoặc, hãy nên một lòng rộng nói kinh này, đời đời gặp Phật, sớm thành Phật đạo. Giảng giải: bốn chúng phỉ báng chửi mắng Bồ Tát thường bất kinh. Một số người chấp trước pháp mà sinh tâm tăng thượng mạng. Nghe thấy Bồ Tát thường bất kinh nói họ sẽ thành Phật. Bởi nhờ nhân duyên đó được thấy vô lượng vô số chư Phật. Hiện tại, Bạt Đà Bà La 500 vị Bồ Tát ở trong pháp hội này, tức là một trong bốn chúng khinh khi phỉ báng Bồ Tát thường bất kinh thuở đó. Hiện tại, các vị đó đã chứng được bất thối chuyển, khéo giữ giới luật. Và có những tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thuở xưa tăng thượng mạng, hiện nay họ đều ở trước ta phát tâm đại bồ đề. Vì ta thuở xưa khiến cho họ gieo trồng xuống hạt giống bồ đề, cho nên hiện tại đến nghe ta nói pháp. Kiếp trước, ta khuyên hết thảy mọi người, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. Ta đời đời kiếp kiếp đều giảng bộ kinh Pháp Hoa này, mà họ đều đã nghe qua. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh diệu bậc nhất. Ta khai thị giáo hóa mọi người, khiến cho họ trụ ở Niết Bàn an vui, chứng được diệu quả thường lạc ngã tịnh. Ta lại giáo hóa tất cả chúng sinh, đời đời kiếp kiếp thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này. Ta cũng đời đời kiếp kiếp thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này. Thời gian ức ức vạn kiếp chẳng có số lượng, cho đến thời gian không thể nghĩ bàn mới nghe được bộ kinh Pháp Hoa này. Cho đến ức ức vạn kiếp và thời gian không thể nghĩ bàn, mười phương ba đời tất cả chư Phật Thế Tôn đều luôn luôn nói bộ kinh Pháp Hoa này. Bởi thế, các vị, những người tu đạo Bồ Tát, sau khi ta diệt độ, nghe được kinh Pháp Hoa không thể nghĩ bàn này, thì ngàn vạn đừng sinh tâm nghi hoặc. Các vị phải chuyên tâm vì tất cả chúng sinh rộng nói bộ kinh này. Các vị đời đời kiếp kiếp đều có thể gặp được tất cả chư Phật, sớm thành tựu Phật đạo, thành tựu Bồ Đề.